Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ xào rau muống để ăn. Hôm bữa mua bó rau muống về để ăn với lại nồi bún riêu á. Mình bào ra một ít để ăn với lại bún riêu á. Còn là định làm rau muống xào ăn. Nhưng mà nó héo hết rồi. Bỏ nhiều lắm rồi, còn vô đây mà không đủ để xào ăn một bữa đó. Các bạn thấy nó già như vậy rồi, mình phải chẻ nó ra. Lấy cái cọng chẻ ra thì nó mới có thể đủ một bữa ăn. Cộng không thì nó già quá, thành ra mình phải chẻ nó ra, mình chẻ ra hy vọng còn ăn được. Lát nữa mình trần sơ rồi mình xào lên thì cũng ăn được. Thường rau muống ấy, nếu mà cái cọng nó hơi già quá đó, các bạn ăn cọng ấy, thì các bạn bóp cái cọng ra. Những cái cọng này mình đã bóp hết rồi nè. Lát nữa khi mình xào lên á, mình ăn nó mới không có cứng. Mấy cái cọng nào mà hơi cứng ấy, các bạn cứ bóp nó ra. Lúc mình lọc á, mình bóp ra luôn. Mình bóp ra như vậy thì lát nữa cũng giống như tao muốn chè vậy đó. Nó tại cái này mình xào nó tái tái mà nếu mình không bóp ra thì nó lâu chín thì nó lại không ngon. Các bạn cứ bóp ra. Có nhiều người thấy mình thấy không có ăn lá nhưng mà mình lại thích ăn lá. Có một mớ mình chè ra đó, lá thì héo nhiều lắm, bỏ hơn phân nửa thôi. Được rồi, bây giờ xong. Tao muốn xào thì chỉ có tỏi thôi, ăn này phải nhiều tỏi mới ngon. Tỏi mình chỉ đập ra thôi nha các bạn. Thường rau là mình bỏ nhiều nhất. Không biết có bao giờ các bạn thấy rau muống bào mà xào lên không? Cái này là cách mình cứu nguy thôi. Thay vì bỏ không ăn. Bạn nào có cách nào để cứu nguy hay hơn chỉ cho mình biết. Xong bây giờ mình qua mình xào thôi. Nước sôi rồi, bây giờ mình trần rau muống nha các bạn. Mình cho một muỗng cà phê muối. Các bạn dùng cái nồi bự như vậy đó thì mình chần lẹ hơn là mình dùng cái nồi nhỏ. Các bạn chỉ chần khoảng 30 giây thôi. Lát nữa mình xào lại mà đừng có làm chín quá nha các bạn. Rồi bây giờ mình tắt bếp, mình vớt ra. Các bạn vớt ra một tô nước lạnh nha các bạn. Như vậy giữ rau của mình xanh một chút á. Mình hy vọng mấy cái rau muống bào này mình còn ăn được. Các bạn thấy không, mình trần lên rồi nó còn có chút xíu à. Nếu các bạn làm nhiều rau muống đó thì cái nước đó các bạn cho vô 1-2 trái cà chua. Ngon lắm. Được, mà nhờ bào ra ăn được. Cũng hay. Bây giờ mình sẽ phi tỏi này rồi mình xào rau muống lên là ăn được rồi. Các bạn cho chừng 3 muỗng canh dầu ăn vô nha. Tỏi mình chỉ đập dẹp ra vậy đó. Lát nữa mình ăn cái tỏi nó mới ngon. Nó vừa hơi vàng một chút xíu tùy theo ý thích của mỗi người. Mình thích nó hơi vàng chút xíu thôi. Vàng quá hồn nó cháy. Mà sống quá thì cũng không có ngon. Bây giờ mình cho rau muống mình vô. Các bạn cho vô khoảng chừng nửa muỗng cà phê đường. Một ít bột nêm. Một ít nước mắm. Được rồi, bây giờ mình tắt bếp. Chắc đây là lần đầu tiên các bạn thấy rau muống bào rồi mới xào lên quá. Mình thì lần đầu tiên mình thấy vậy.
Nhưng mà cái cọng rau muống xào, rau muống mình bào ra rồi mình xào lên vậy nó ăn cũng ngon. Còn hơn là mấy cọng già có mình ăn không được mình bỏ. Rồi, vậy là mình xong dĩa rau muống. Mình cho vô một chút tiêu vô. Đây có chén cơm. Rồi đũa, cái này không cần ăn muỗng. Hôm nay mình ăn rau độn cơm. Cọng này mình bào ra ăn ngon lắm. Nhiều khi lại một món mới nữa. Rau muống hơi, nếu mà gặp hơi già các bạn bào vậy nè. Ăn rất là vừa vừa giòn nữa. Vừa giòn vừa mềm. Nhờ có mấy cái rau bào mình mới có được bữa cơm chứ nó không hư gần hết rồi. Nếu bạn nào có kinh nghiệm mấy trường hợp như vậy đó, các bạn làm cách nào để cứu nguy thì các bạn cho mình biết để sau này mình có gặp trường hợp như vậy mình còn làm được bữa cơm. Mình nêm như vậy là vừa rồi, không cần làm thêm nước chấm. Nếu nó hơi lạt thì các bạn có thể cho một chút magie hay xì dầu vô. Các bạn có ý kiến thì chia sẻ với mình trong phần comment nha. Nếu các bạn thích video của mình thì like, subscribe với lại share giùm mình nha. Chúc các bạn có bữa cơm ngon. Mình xin phép ăn trước. Mình chuyên môn đi quay về du lịch. Mình sẽ bỏ một ít clip lên về travel, về du lịch rồi bỏ lên YouTube cho các bạn. Mình sẽ để cái link ở cuối cuối video này đó. Nếu mà bạn thích thì bạn có thể vô xem, hoặc là bạn biết bạn bè nào thích xem những cái video về du lịch đó, bạn giới thiệu dùm cái channel của mình. Nếu mà nhiều người hưởng ứng thì mình sẽ tiếp tục bỏ lên. Còn nếu mà mình bị ném đá thì mình sẽ thôi. Bạn giúp đỡ giới thiệu thì mình sẽ bỏ lên như vậy vui lắm. Như mình đi quay những cái chương trình các đài truyền hình ở Mỹ chiếu. Rồi một số chương trình mình đi quay dọc đường đi, mình quay lại. Các bạn vô xem rồi có gì cho mình biết ý kiến. Bạn nào biết nhiều có thể góp ý cho mình là mình làm chương trình theo thị hiếu của số đông. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn vào chương trình kỳ tới. Xin chào. Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn.